khi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu để biết bao. Những xích mích lâu nay ta hãy cùng ngồi xuống đây, cùng chung tay vui quên tháng ngày. Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Linh Đình Bông đi đâu vậy? Làm nhân trộm vậy? Trời ơi, nhỏ bà ơi. Để cho mẹ, mẹ ngủ. Mẹ mà giật mình mẹ dậy, mẹ thấy tôi đem cái bình bông xấu quắc này vô, mẹ là mẹ không có chịu đâu. Với lại biết sao không? Sao? Tôi thấy bình bông này cũ quá, tôi đi tôi giục tôi mua bình bông khác. Với sẵn cái bộ bàn ghế salon này nè, tôi cũng định thay cái bộ salon xịn ngồi cho nó đã. Chứ ngồi cái bộ salon này ông mê đâu á. Ông mê thì sống thay đi. Trời ơi, ông mê tôi nó lái êm ông hiểu không? Thì thôi nếu hiện mà... đại thì phải thay cho nó đẹp chứ. Để ba cái này thấy nó sao sao á. Sao gì vậy? Tôi mua cho tôi cái máy tập thể dục đi. Ê bà đừng có thừa nước đục thả câu nha. Không dám đâu, chuyện nào là chuyện đó. Tôi đem mình bông dục. Con yêu à, dạ, dạ mẹ. Dạ mẹ. Con đem cái cục cưng của mẹ đi đâu vậy? Trời, anh đem tôi... đi dục quá mẹ. Không có mẹ. Trời ơi mẹ ơi, mẹ nói sao vậy? Cái bình bông này xấu quá mà cục cưng của mẹ gì. Con mới là cục tưng của mẹ nè. Con cục tưng gì? Dạ. Cưng không có nổi. Ủa sao vậy mẹ? Mẹ nói cho biết nha. Dạ. Tất cả đồ đạc ở trong nhà này đó, con muốn thay đổi con phải qua ý mẹ. Nghe cha con. Bởi vì tất cả đồ đạc ở trong nhà này mẹ để đâu, nó có cái ý định của nó hết. Nó có cái phong thủy của nó hết. Con giờ đi là nó mất cái phong thủy à. Cái là không hên trong nhà này. Phong thủy gì mẹ ơi, con thấy đâu có gì đâu. Giờ con nói mẹ nghe, làm nhà cửa mình nó hiện đại chút xíu. Chứ lại dù sao con là chủ nhà này, mẹ để con quyết định nha. Im. Giờ sao? Mày là chủ nhà. Tất cả phải nghe lời mẹ. Nhưng mà con có thấy con làm vậy, con có thấy có đau khổ không? Con có thấy là có lỗi lớn với cụ quyền thất tổ không con? Không có nhân nhị gì trân trọi. Tôi nói là phải nghe. Đem để lại chỗ cũ. Mẹ phải đi. Ta suy nghĩ nhức đầu nhức óc ta mới để cái bình bông này. Dạ không? Mẹ. Nó chấn nhiều thứ lắm. Dạ dạ mẹ. Đỡ với nó có chừng bể cái chết đi bạn mẹ. Con phải lại, con phải thành kính, con xin lỗi bình bông cho vừa. Mày đó, cái mặt phải thành kính. Rồi xin lỗi bình bông. Hai ba nè. Nói. Con xin lỗi bình bông. Con xin lỗi rồi. Vậy mới dễ thương chứ. Vậy mới là con cưng của mẹ chứ.
với con, nhà này không giá trị nữa đó. Vừa lắm. Dương hả cưng? Ờ, trời ơi, bữa nay cái mặt chị đỡ sưng rồi. Đẹp, thích quá, thích luôn vậy đó. Thôi rồi, rồi, thôi, xong chưa? Tắt điện thoại. Chị điện thoại cưng ừ. Sao nha. Ok. Lên mời bác xuống hộp đi. Khỏi, khỏi. Mẹ xuống rồi. À, dạ, mẹ. Mẹ, dạ, mời mẹ anh ngồi. Đổ bác. Ừ. Mẹ ngồi đi mẹ. Ừ. Dạ, à, hôm nay đại diện cho gia đình chúng ta, tôi xin được có một vài phát biểu. Mẹ à, tôi sao là mà mẹ không có trở xin... mẹ nghỉ ngơi đi. Đại diện xuống đây chi. Mẹ, bữa nay mẹ muốn ăn gì mẹ nói con nấu thì mẹ ăn. Dạ. Bây giờ vậy nè, ăn cái món gì có cá đi. À. Nhớ món cá gì quê quá trời đó. Ừ. Cá kho đi. À, đúng rồi. Ừ, quá không ăn cá kho thèm quá, à. Nhắc tới là thèm liền luôn á. Mẹ, ừ. Mẹ ăn cá sốt trà nha. Con TV con thấy người ta làm ngon quá trời quá đất luôn vậy đó. Ủa thì thôi nói điện tốt lại giờ mẹ muốn ăn cá sốt cà hay là cá nướng? Cá nướng cũng được, cá sô gì kho cũng được, sốt cà gì cũng được, miễn là cá thôi. Dạ, ok mẹ. Làm xíu cho mẹ. Thôi rồi, thôi được rồi rồi. Thôi coi như cá nướng cái sốt cà tính xong giờ bắt đầu nè. Hôm nay tôi là muốn đợt này mình đi du lịch đâu vậy? Em thấy mình đi Đà Nẵng đi. Đi Đà Nẵng có biển tắm. Sao mà mẹ nghe đầu năm rồi tụi bay đi Đà Nẵng rồi mà. À vậy hả? Giờ đi Đà Nẵng chi nữa cho nó. Đi gần nè, bây giờ. Cái gì đó? Cái chỗ gì mà có tí hết á? À Sa Pa, Sa Pa, Sa Pa đấy. Em muốn đi Sa Pa hả? Ừ, đi Sa Pa. Đi Sa Pa, đi Sa Pa. Đi Sa Pa đi nha con. Rồi Sa Pa cũng được chị. Dạ. Ok rồi, vậy là quyết định nha, để con bút giá. Ờ. Giá rẻ. Để đi đây, làm như là tôi là cái người không có trong nhà này hả? Muốn cái gì cũng vậy gì phải nói ý kiến tôi chứ. Mà trời, 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 trời. Trời trời, mày có thương phụ nữ đến cái độ mà với mẹ mày cũng lên cho tiếng như vậy không? Dạ không có, một thương phụ nữ mẹ. Tôi giờ không nói nhiều, tôi quyết định nha. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay cho đi. Tất cả những thành viên ở nhà này, ai đi đâu cũng làm gì, bất cứ gì phải thông qua ý kiến của tôi. Ngay cả thằng Quy Hoàng vậy, được chưa? Tất cả cái gì phải thông qua ý kiến của con hả? Dạ đúng vậy. Gì kìa? Trời trời. Ủa quên, trừ mẹ ra thôi. Trừ mẹ ra thôi. Tất cả mọi người này, ngay cả thằng Quy Hoàng vậy, muốn làm gì, bất cứ chuyện gì, làm cái gì nữa phải thông qua ý kiến của tôi, nhớ chưa? Gì vậy trời? Bác, bác coi nó sao mà được. Cái mẹ thấy không? Thôi. Trời quá đất. Bây giờ nó thua rồi nó mới vậy. Nên để mẹ nói cho con nghe thì dạ. Làm gì làm. Bây giờ nó là con của mẹ mà. Dạ, dạ. Cho nó nói cái gì thì mình cũng ráng mình dạ, mình dạ. Dân coi dạ. Mình nghe lời vậy. Nhưng mà mình cứ làm theo ý của mình. Dạ. Bởi vì mình là những người phụ nữ. Mình là cái người mới là quyết định trong cái nhà này. Nhớ chưa? Dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Nhớ chưa? Dạ. Dạ. Nhớ. Nhớ. Đó. Hoàng gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Hoàng gia, trời ơi hoàng gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Hoàng gia, trời ơi là hoàng gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất.